Chào mừng quý vị đến với điểm tin trong tuần của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Lễ giỗ 10 năm của ông cố Geronimo, thân phụ của cha Geronimo Nguyễn Linh Thao. Thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 17 năm linh mục cha chánh xứ Gioan Bautista Trần Quang Hiển. Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ và nhà sinh hoạt giáo xứ Thánh Linh. Đan nữ Maria Cruz, nhan thánh Ngô Thị Bích Thủy tuyên khấn lần đầu. Giáo xứ Lấy Thiêu mừng kỷ niệm hôn phối. Tin giáo xứ Mỹ Hưng, lễ giỗ 10 năm của ông cố Geronimo, thân phụ của cha Geronimo Nguyễn Linh Thao. Sáng thứ Ba ngày 9 tháng Giêng năm 2018, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, quý cha khách từ trong và ngoài giáo phận, cùng toàn thể bà con thân thuộc, liên đới với cha Geronimo Nguyễn Linh Thao đã quy tụ về giáo xứ Mỹ Hưng cùng hiệp dân thánh lễ cầu nguyện cho ông cố Geronimo nhân ngày giỗ 10 năm. Vì hôm nay cũng là ngày linh mục đoàn trong giáo hạt Bình Long tĩnh tâm, nên từ sáng sớm, quý cha đã hiện diện trong thánh đường để tham dự buổi tĩnh tâm cho đến khi bắt đầu thánh lễ. Đúng 10 giờ 30 phút, ca nhập lễ vang lên rước đoàn đồng tế tiến vào nhà thờ và cùng thắp hương trước di ảnh ông cố Geronimo. Trong bài giảng lễ, Đức cha Giuse chia sẻ về tình yêu của Chúa Giêsu qua bí tích thánh thể. Chúa Giêsu đã sẵn sàng hiến ban mạng sống của người, hiến ban thịt máu của người để chúng ta được sống đời đời. Khi chúng ta đón nhận sự ban mình đó, không phải là sự ăn uống mà là đón nhận tình yêu thương của Chúa Giêsu. Cho dù chúng ta có tội lỗi, có bất xứng như thế nào đi nữa, thì tình yêu của Chúa luôn đủ cho chúng ta được sống. Nếu chúng ta biết tin tưởng và biết đón nhận người qua bí tích thánh thể hàng ngày. Cuối bài giảng, Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn cùng cầu nguyện cho ông cố Geronimo để sự sống đời đời của ông sẽ được kéo dài nơi đời sống của cha Geronimo, nơi đời sống của chính cộng đoàn chúng ta. Tin giáo xứ Cao Xá, thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 17 năm linh mục cha chánh xứ Gioan Bautista Trần Quang Hiển. Chiều thứ Năm ngày 11 tháng Giêng năm 2018, cha Gioan Bautista chủ tế thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 17 năm thụ phong linh mục của mình. Trong thánh lễ có sự hiện diện của cha bề trên tu xá Gia Thịnh, cha Luca chánh xứ Nam Hải giáo phận Sài Gòn, quý cha trong giáo hạt Tây Ninh, quý cha tu xá và quý cha khách, thầy phó tế, quý sơ, quý tu sĩ, thân tộc cha Gioan Bautista và đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Trước thánh lễ, một vị đại diện giáo xứ nói lên lời chúc mừng đến cha chánh xứ nhân ngày mừng kỷ niệm. Toàn thể cộng đoàn gói trọn tình yêu thương đối với vị chủ chăn trong suốt 9 năm qua bằng lẵng hoa tươi thắm. Tiếp đó, gia đình thân tộc của cha cũng có lẵng hoa chúc mừng ngài. Trong bài giảng lễ, cha bề trên tu xá có chia sẻ rằng sự lựa chọn đi tu là sự lựa chọn trong đức mến và là con đường dẫn tới hạnh phúc mai sau. Thánh Vịnh 62 đã nói: chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn. Mỗi linh mục đều có một câu châm ngôn của mình, như câu của cha chánh xứ Gioan Bautista: tôi sống, nhưng không phải tôi, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi. Sau 17 năm, cha đã sống tràn ngập hồng ân trong Chúa, và Chúa cũng ở mãi trong cha. Trước khi ban phép lành cuối lễ, cha chánh xứ đã gửi đến quý cha, quý thầy, quý sơ, bà cố, thân tộc cùng toàn thể cộng đoàn lời cảm ơn chân thành. Tin giáo xứ Thánh Linh. Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ và nhà sinh hoạt giáo xứ Thánh Linh. Sáng thứ Bảy ngày 13 tháng Giêng năm 2018, giáo xứ Thánh Linh thuộc giáo phận Phú Cường cử hành thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ và nhà sinh hoạt giáo lý. Từ rất sớm, mọi người trong giáo xứ cùng với cha chánh xứ Gioan Bautista Vũ Văn Trung hân hoan chào đón quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân, thân nhân và quý khách, đặc biệt chào đón Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường. Đúng 9 giờ 30, đoàn rước tiến ra khu đất nền để Đức cha Giuse làm phép và đặt viên đá đầu tiên. Đến 10 giờ,
đoàn đồng tế tiến vào nhà thờ để cử hành thánh lễ. Ngoài đức cha Giuse chủ tế, còn có cha quản hạt Gioan Võ Hoàn Sinh, cha chánh sứ Gioan Bautista Vũ Văn Trung và các cha trong giáo phận Phú Cường. Mở lời đầu thánh lễ, đức cha kêu gọi mọi người cùng nguyện xin Chúa Thánh Thần ban ơn phúc cho công cuộc xây dựng này sớm hoàn thành tốt đẹp, cũng như xin Ngài tác động mỗi người để không ngừng cố gắng phục vụ trong yêu thương, cùng nhau xây dựng cộng đoàn nên hiệp nhất, để không chỉ xây dựng những cơ sở vật chất này mà còn kiến tạo sự bình an và hạnh phúc. Trước khi kết thúc thánh lễ, cha chánh sứ tri ân đến đức cha, quý tu sĩ, chính quyền các cấp, quý ân nhân và thân nhân cùng toàn thể bà con giáo dân. Cùng với lời tri ân, cha chánh sứ cũng dâng lên đức cha lãng hoa tỏ lòng biết ơn. Đáp lời, đức cha Giuse cũng tri ân đến mọi người đã đóng góp cho công trình xây dựng này. Ngài mong muốn tinh thần quảng đại của mọi người tiếp tục được thực hiện trên giáo xứ Thánh Linh để công trình chung sớm được hoàn thành. Trong dịp này, chính quyền các cấp cũng đến chia vui và tặng hoa chúc mừng. Tin đan viện Cát Minh Phú Cường. Đan nữ Maria Cruz, nhan thánh Ngô Thị Bích Thủy tuyên khấn lần đầu. Trong niềm hân hoan và tạ ơn Thiên Chúa, với sự phù trợ của mẹ núi Cát Minh và cha thánh Giuse, Đan viện Cát Minh Thánh Giuse Phú Cường vui mừng cử hành thánh lễ tuyên khấn lần đầu cho đan nữ Maria Cruz, nhan thánh Ngô Thị Bích Thủy vào lúc 6 giờ sáng ngày 17 tháng Giêng năm 2018 tại Nguyện đường Đan viện. Thánh lễ do đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Luciano Nguyễn Thành Tiến, phó sứ Bến Sắn cùng quý cha ân nhân. Tham dự thánh lễ tạ ơn có sự hiện diện của quý tu sĩ, quý thân nhân, ân nhân và bà con giáo dân trong khu vực giáo xứ Bến Sắn. Trong bài giảng lễ, đức cha Giuse chia sẻ cho cộng đoàn được biết thêm về đời sống tu trì của các nữ tu dòng kín. Vẫn là những lời tuyên khấn ấy, các chị xin lòng nhân từ của Thiên Chúa, xin đức khó nghèo của dòng và đời sống chung với các chị em trong đan viện. Đời sống người đan sĩ Cát Minh luôn được mời gọi gắn liền với lời khuyên phúc âm, nhất là tinh thần khó nghèo, qua gương khó nghèo của Chúa Giêsu, người sẵn sàng bỏ ngai vàng để xuống thế gian làm một con người bình thường chỉ vì tình yêu. Cuối thánh lễ, một đại diện người thân trong gia đình của nữ tu đã có đôi lời tri ân đến đức cha Giuse cùng quý cha đồng tế, mẹ bề trên và tất cả cộng đoàn đã dành tình yêu thương đến hiệp dân thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho nữ đan sĩ. Thánh lễ kết thúc vào 7:30 trong niềm hân hoan và bình an mà Chúa đã ban xuống cho đan viện và toàn thể cộng đoàn. Tin giáo xứ Lái Thiêu. Giáo xứ Lái Thiêu mừng kỷ niệm hôn phối. Vào lúc 5:30 Chủ nhật ngày 14 tháng Giêng năm 2018, cha Đa Minh Nguyễn Ngọc Minh, chánh xứ giáo xứ Lái Thiêu đã tổ chức lễ kỷ niệm hôn phối cho các gia đình trong giáo xứ. Lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa qua những câu kinh, những người bước đến bàn thánh một cách trang trọng hôm nay nhắc lại lời hứa ngày chịu phép hôn phối, để thấy gia đình là niềm vui, là hy vọng, là sự trao ban, để mọi người cùng cầu nguyện cho những gia đình trẻ giữa xã hội hưởng thụ, dễ dàng quên lời hứa, dễ bội phản. Sau phần hiệp lễ, con cái mừng cha mẹ bằng những vòng hoa được cha xứ choàng vào cổ từng người mừng lễ kỷ niệm, như một sự trao gửi đến mọi gia đình trong giáo xứ cùng chung chia niềm vui. Thánh lễ hôm nay nói lên những điều mà người ta dễ thấy nhưng quên từ lâu. Sự quan trọng của gia đình là nền tảng, là nguồn xuất phát cho đến tận cùng trong việc gieo mầm ơn gọi, tình yêu trong các bậc sống và ơn Chúa luôn đồng hành để nhân loại phát triển.